Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của anh Nhật Linh ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số phôi cần thăng, bông trang, linh sam với mấy cây lộc vừng ha. Dưới có mấy cây trang tàn. Số điện thoại liên lạc thì có ở phần tiêu đề nha. Quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp để mua hàng. Hình thức bao sóng, bao ship toàn quốc. Rồi, chào anh Linh. Dạ chào khán giả xem kênh LTK. Hôm nay em xin phép giao lưu một số phôi trang vàng lá nhỏ với tầng thân, với lộc vừng, với một số trang mỹ hồng ha. Rồi không làm mất thời gian thì em xin phép lên kênh đầu tiên ha. Số điện thoại giao lưu là 0334294528 ha. Dạ rồi. Rồi 32 ha. Còn chiều cao nó là 32 luôn ha. Trang gì anh? Dạ sao khoai trang vàng lá nhỏ ha, giao lô anh em là 400k ha, bao sóng bao ship. Cây này cũ rất to ha. Rất già cây ha. Rồi kế tiếp cũng là khoai trang vàng lá nhỏ ha. Mã số 2 ha. Rồi tán bay của nó là 30 ha. Quành cũ của nó là 25. Rồi giao lô anh em khoai này là 350k ha, khoai trang vàng lá nhỏ ha. Cây rất già cây ha. Rồi mã số 3 ha, cũng là khoai trang vàng lá nhỏ. Rồi tán bay của nó là 20 ha. Đo chiều này của nó đi ha. Rồi 20 luôn ha anh em. Rồi 250k ha, bao sóng bao ship. Khoai trang vàng lá nhỏ ha. Rồi kế tiếp cũng là mã số 4 ha, phôi trang vàng lá nhỏ ha. Cây này rất là già cây ha. Đế cũ vậy anh em khai thác thêm ha. Rồi. Chiều cao của nó là 19 ha. Hoành thân của nó là 27 ha anh em. Rồi cây rất là già cây ha. 350k ha, bao sóng bao ship. Rồi. Mã số 5 ha. Cũng là phôi trang vàng lá nhỏ ha. Rồi chiều cao của nó là 25 ha. Còn thân của nó là 17 ha. Rồi Zalo anh em phone này là 250k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Số 6. Rồi mã số 6 cũng là phone trang vàng lá nhỏ ha. Rồi tăng bài của nó là 24 ha. Rồi 19 ha anh em. Zalo em khoi này là 200k ha, bao sóng bao ship ha, trang vàng lá nhỏ ha. Rồi mã số 7 cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Rồi chiều cao của nó là 25 ha. Em đo cái chiều này hoành của nó nha. Rồi 24 ha. Rồi mã số 7 300k bao sóng bao ship. Bộ đế này rất là già đế, già cũ nha anh em, về khai thác thêm ha. Cây này già cây dữ lắm. Rồi mã số 8 cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Em đo tán này của nó nha, chiều này của nó là 24 ha. Chiều cao 18 ha. Rất là già cây nha anh em, cũ rất là lên cũ nha. Rồi 32 ha. Rồi. Zalo anh em phone này là 450k ha, bao sóng bao ship ha. Rồi mã số 9 cũng là phone trang vàng lá nhỏ ha. Rồi chiều cao của nó là 22. Cái hoành của nó là 29 ha, 30 thôi tính 29 đi. Rồi. 300k ha, bao sóng bao ship. Bộ đế này dữ lắm nhanh em, về khai thác thêm ha. Đó, dữ lắm, nó già cái cây luôn. Cây em trồng 3 4 năm mới được cây như gì. Rồi 23 chiều cao. Cây này nó già cây, già cũ, già đế dữ lắm. 27 ha. Rồi 400k bao sóng bao ship, phôi trang vàng lá nhỏ ha. Anh em mua cây liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0334294528 nha anh em. Bao sóng bao ship ha. Có lô phôi trang này anh em có mua số lượng thì liên hệ trực tiếp với mình ha. Rồi 22. 22 luôn. Rồi 200k bao sóng bao ship ha, phôi trang vàng lá nhỏ. Rồi kế tiếp vẫn là phôi trang vàng lá nhỏ ha. Em đo cái tay chiều này của nó đi ha. 18 nha anh em. Rồi em đo hoành như vậy nha. Tổng. Rồi tổng hết luôn. Rồi 37 nha anh em. Rồi 300k bao sóng bao ship ha. Vậy anh em khai thác bộ đế xuống thêm nha. 13.
Rồi mã số 13 vẫn là pho chân vàng lá nhỏ. Rồi 12 chiều cao ha. Em đo cái hoành cũ này của nó nha. Rồi 25. 250k luôn, bao sóng bao ship pho chân vàng lá nhỏ ha. 14. Rồi mã số 14 vẫn là pho chân vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao nó 18. Rồi đo tổng cái hoành này của nó nha. Rồi 31 ha anh em. Rồi 300k bao sóng bao ship bộ đế nó dữ lắm luôn nha anh em, về khai thác thêm nha, về năng bộ đế nó lên vô cái chậu hoặc là đẹp thì mình ăn đế nó lên cây có rất là giá trị ha. 15. Rồi mã số 15. Rồi chiều cao 25 luôn. Hoành thân là 15 ha. Rồi 200k bao sóng bao ship phôi chân vàng nó nhỏ ha. 16. Rồi cái mã này, cái phôi, cái lô phôi này thì anh em có mua số lượng thì liên hệ trực tiếp với mình ha, giá cả mình thương lượng tại vườn ha. Rồi mã số 16. Cây nhỏ có, cây lớn có nha anh em. Rồi 21. Cây nào cũng đẹp hơn tại vì nó nhỏ thì mình tiền nào của đó thôi. Rồi giao luôn em cặp này là 300k ha, bao sóng bao ship ha, đế nó dữ lắm nha anh em. Đó đế lên nùi nùi luôn nè. 17. Rồi mã số 17 vẫn là cặp phôi chân vàng lá nhỏ ha. Nói chung cây nào cũng đẹp hơn nhưng mà tại vì cây lớn cây nhỏ thôi ha. Tiền nào của đó, chiều cao 30. Em đi chung chung ha. Rồi 19 ha. Rồi 250k bao sóng bao ship phôi chân vàng lá nhỏ luôn. Rồi mã số 18 vẫn là phôi chân vàng lá nhỏ ha. Đế này lên dữ lắm đế ha. Dễ rất là già dễ. Chiều cao 23. Em đo cái hoành này của nó ha. Rồi 22 ha anh em. Rồi 250k luôn, bao sóng bao ship phôi chân vàng lá nhỏ ha. Rồi tới là lọc vừng. Tới tiếp là phôi lọc vừng ha anh em. Mã số 19 ha. Cây gắt quá ha, củ gắt lên củ anh em về khai thác thêm ha. Rồi em đo chiều này của nó ha. Rồi 54 ha anh em. Em đo cái hoành này của nó nha. Rồi 29 ha. Rồi Zalo anh em phôi lọc dừng này là 450k ha, bao sóng bao ship anh em. Anh em về khai thác bộ cũ dưới này thêm ha. Cây này cũ rất là đẹp nha. Rồi kế tiếp vẫn là cọc, cái này em Zalo cặp nha anh em. Cũng lọc vừng luôn. Dạ cặp lọc vừng luôn, tại vì em cũng săn lùng dữ lắm cái vườn của em mới được cặp này. Rồi em đo chiều cao nó ha. Rồi 56 ha anh em. Em đo tổng chung đi ha. Rồi 28 ha anh em. Rồi mã số 20 cặp lục vừng 800k ha, bao sóng bao ship anh em. Rồi tới tiếp là cần thăng nha anh em. Rồi chiều cao là 44 ha. Em đo hoành cũ nó nha. Rồi 34 ha anh em. Rồi 300k ha, bao sóng bao ship. Cây này cũ rất to rất đẹp ha. Anh em về khai thác bộ cũ nó, bộ đế nó xuống thêm ha. Kế tiếp mã số 27 vẫn là phôi cần thăng ha. Em đo cái chiều này của nó đi. 29. Rồi mã số 22 nha, xin lỗi. Này cũ rất to ha, rất đẹp rồi rất quái ha. Rồi 32 ha anh em. Rồi 300k bao sóng bao ship ha, anh em về khai thác bộ đế xuống thêm ha. Cây này rất là già cây. Rồi mã số 23 vẫn là phôi cần thăng ha. Bao sóng bao ship ha anh em. Cần thăng này anh em mua số lượng thì nhà vườn mình có nha. 27. Em đo chiều này của nó ha. Rồi 35, hoành cũ ha. Rồi 250k ha anh em, bao sóng bao ship cũ này rất đẹp ha, rất quái ha. Rồi mã số 24 vẫn là phôi cần thăng ha. Rồi em đo chiều này của nó nha. 33. Rồi 32 ha, hoành cũ ha. Rồi 200k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Cây này bộ đế nó dữ lắm nha anh em, về khai thác thêm ha. Rồi kế tiếp vẫn là phôi cần thăng luôn. Mã số 25 ha anh em. Cây này lượng lắc rất đẹp ha. Cũ cũng rất lạ, rất quái ha. Rồi 36. Rồi em đo chiều này của nó nha anh em. Rồi 32 ha. Rồi 200k bao sóng bao ship. Phôi cần thăng ha. 26. Rồi kế tiếp vẫn là phôi cần thăng luôn ha. Cây này cũ rất lực ha. Rồi chiều cao của nó là 37 ha. Em đo cái hoành này của nó nha.
Rồi 32 ha anh em. Rồi 250k bao sóng bao ship ha. Khoai cần thăng luôn. Cái chỉ số đo em đo lúc nào cũng có trừ hao nha anh em yên tâm ha. Từ đủ đến hơn chứ không bao giờ thiếu cái tỷ số đo anh em yên tâm phần đó nha. Rồi chiều cao 37 ha. Rồi em đo cái hoành này của nó nha, chỗ này của nó nha. Rồi 33 ha anh em. Rồi 300k bao sóng bao ship ha, khoai cần thăng ha. Rồi mã số 28, vẫn là khoai cần thăng luôn. Củ rất đẹp ha anh em, củ rất lạ ha. Rồi chiều cao 40. Hoành cũ nó là 28 ha. Rồi 250k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Rồi tới tiếp vẫn là phôi cần thăng luôn, 29 luôn. Cây này rất độc lạ ha, rất quái ha. Rồi 32. Hoành cũ nó 32 luôn. Rồi 350k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Cây anh em nhìn kỹ cây nào, cây này rất là có duyên ha. Rất là có hình, rất là có dáng ha. Rồi mã số 30 vẫn là phôi cần thăng luôn. Cây này giống con lạc đà nè ha, rất có dáng. Rồi chiều cao 28. Rồi hoành của nó là 28 luôn ha. Rồi 250k anh em, bao sóng bao ship ha, phôi cần thăng ha. Rồi mã số 31 vẫn là phôi cần thăng luôn. Cây này rất to ha, củ rất đẹp ha. Rồi chiều cao nó là 50 ha. Hoành cũ em đo như vậy nha. Rồi 30 luôn. Zalo anh em phôi này là 350k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Cũ rất là già cũ nha anh em. Cái chậu của mình, cái chậu của mình là nó cứng chậu luôn đó. Anh em về khai thác thêm ha là còn nữa nha. Bộ đế bộ cũ nó còn nhiều lắm. Nó còn nằm sâu dưới 25 chiều cao. Rồi 25 luôn ha. Rồi 250k ha, bao sóng bao ship ha anh em. Rồi mã số 30 pha ha, vẫn là phôi cần thăng ha. Rồi chiều cao 28, chiều bay nó 28. Em đo cái hoành này của nó là 31 ha, 250k luôn, bao sóng bao ship, phôi cần thăng ha. Củ rất đẹp, rất có duyên ha anh em. Rồi mã số 34 vẫn là phôi cần thăng luôn ha. Rồi chiều cao của nó là 30 ha. Hoành cũ của nó là 36 ha, 36 hơn tính 36 ha anh em. Rồi 250k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Rồi cũ rất là đặc cũ luôn. Rồi 35 vẫn là phôi cần thăng ha. Rồi em đo chiều này của nó là 20 ha. Em đo cái hoành này chỗ này của nó nha. Rồi 24 ha anh em. Rồi 200k bao sóng bao ship luôn. Bộ đế nó còn gì nằm dưới này anh em về thay thác thêm nha. Rồi 36 luôn, vẫn là phôi cần thăng luôn. Cây nhòm cây nào cái nấy rất là có duyên nha anh em. Dòm kỹ mình mới ra được, ra cái dáng của nó ha. 31. Rồi em đo cái chiều này của nó đi, 27 ha. Rồi 300k ha, bao sóng bao ship, phôi cần thăng ha. Rồi kế tiếp vẫn là phôi cần thăng 37 ha. Rồi chiều cao của nó là 36 ha. Cây này cũ đặc ha, to ha, rất là có duyên ha anh em. Rồi 31 ha. Rồi 300k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Cây rất là đẹp, rất là có duyên ha. Rồi 38 vẫn là phôi cần thăng ha. Cây này rất là có duyên ha. Rồi 29. Rồi em đo cái chỗ này của nó nha. Rồi 26 ha. Rồi 250k bao sóng bao ship, phôi cần thăng ha. Bộ đế nó rất là đẹp ha anh em. Rồi vẫn là phôi cần thăng luôn. Rồi em đo chiều này của nó nha. Rồi 27 ha. Đo chiều này luôn. Rồi 26 ha. Rồi 250k bao sóng bao ship ha anh em. Rồi mã số 40, cây này rất đẹp ha. Bộ đế rất là lực ha. Rồi chiều cao nó là 32. Em đo cái chỗ này của nó nha. Rồi 34 ha anh em. Rồi 300k luôn, bao sóng bao ship, bộ đế rất đẹp ha, rất đều ha. Kế tiếp vẫn là phôi cần thăng luôn ha. Rồi em đo chiều này của nó ha. Rồi 33.
Hoành cũ của nó là 30 ha. Rồi 200k luôn, bao sóng bao xếp ha anh em, khoa cẩn thận ha. 42. Rồi mã số 42, anh em mua cây liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0334294528 anh em. Zalo cũng là số này luôn ha. Nếu anh em có mua số lượng thì giá cả mình thương lượng tại vườn ha. Rồi 22. Rồi 25 ha. Khoa cẩn thận ha. Rồi 250k ha, bao sóng bao xếp. Rồi vẫn là khoa cẩn thận luôn. Chiều cao là 34. Rồi cái hoành này của nó là 25 ha. Vẫn là khoa cẩn thận ha anh em. Cái này lượng lắc cắt đẹp ha, 250k ha, cũ gắt có duyên ha. 44. Rồi mã số 44 luôn, vẫn là khoa cẩn thận ha. Cây gắt là già cây nha anh em. Rồi 34. Rồi vậy luôn. Rồi 25 ha. Rồi 250k bao sóng bao ship foa cần thăng ha. 45. Rồi mã số 45 chẳng là foa cần thăng luôn. Em lo chiều này của nó nha. Rồi 32. Rồi 27 ha. Rồi nhiều. 300k ha anh em, bao sóng bao ship ha. Cũ này gắt có duyên, gắt đẹp ha. 46. Gắt là già cây nha. Rồi, kế tiếp vẫn là foa cần thăng ha. Chiều cao 45. Rồi em đo cái hoành này của nó ha. Rồi 36 ha anh em. Rồi 250k luôn, bao sóng bao ship foa cần thăng ha. Bộ đế rất là đẹp ha, rất là lực ha, rất là già cây ha. Rồi 47 vẫn là foa cần thăng ha. Rồi đo chiều này của nó luôn, 26. Cái hoành này của nó là 31 luôn ha. Rồi 250k ha anh em, bao sóng bao ship foa cần thăng ha. Cũ rất là đẹp ha. Rồi kế tiếp là cặp ha anh em. Nói chung là foa cần thăng này thì cây nào nó cũng đẹp hơn, tại vì thì tiền nào của đó ha. Cây nhỏ thì tiền ít, cây lớn thì tiền nhiều ha. Nhưng mà giá này rất là mềm anh em, rất là dễ chơi ha. Rồi 34. Rồi 22 ha. Rồi Zalo anh em, foa này là 400k anh em, bao sóng bao ship ha. Foa tần hăng ha. Rồi kế tiếp vẫn là foa cần thăng luôn, mã số 49 ha. Hai cây này rất là ngang ha. Đo chiều này của nó nha. Rồi 24. Đo cặp này là 10, cái chỗ này là 19 ha. Rồi mã số 49 400k ha, bao sóng bao ship ha. Bộ đế rất đẹp ha anh em. Rồi mã số 50 luôn, vẫn là foa cần thăng ha. Rồi em đo cái chiều này của nó là 29 ha. Em đo chỗ này nha. Rồi 22 ha anh em. Rồi 400k luôn, bao sóng bao ship ha. Cây co rất là gắt ha, rất là đẹp ha. Rồi kế tiếp là hoa sâm hình da me ha. Rồi cây này gắt quái ha. Rồi em đo cái chiều này của nó nha. Rồi 32. Cái hoành cũ của nó là dữ lắm, cũ nha anh em, cứng cái chậu luôn. Rồi 35, tính 30 ha. Rồi 300k bao sóng bao ship ha. Khoa xăm hên ha. Tại chuyến vừa rồi cũng có một số anh em là nói sao không lên xăm hên, tại vì chuyến rồi là em làm không kịp, như ngừng một thời gian đừng dọn giường, tới nay mới quay lại clip mới ha. Rồi mã số 52 ha. Cây này rất độc lạ ha, bộ đế rất đẹp ha. Rồi 27. Hoành cũ nó rất là đẹp ha, rất là già cũ, rất là. Rồi 26. 250k ha, bao sóng bao xếp ha. Khoa xăm hên ha. Rồi kế tiếp mã số 53 ha. Cây này rất là bộ đế rất là ấy ha. Bộ đế sổ gần cá gan nha anh em. Anh em việc khai thác thêm ha. Nếu như cần chơi đế sổ thì nữa thì anh em khai thác thêm ha. Rồi mã số 53. Rồi em đo cái chiều này của nó ha. 24 ha. Bộ đế em đo gì nha. Rồi gì cái gì thì. Rồi 34 ha anh em. Rồi 300k bao sóng bao ship ha anh em. Cây rất đẹp ha. Bộ đế rất là dày, rất là già cây. Rồi mã số 54. Cây này dáng này rất đẹp ha, dáng bay rất đẹp ha anh em. 32. Rồi 29 ha anh em. Rồi 250k luôn, bao sóng bao ship. Bộ đế rất đẹp nha anh em, rất là già cây. Đó, đế này sổ cả gan luôn ha. 55 ha. Em đo cái chiều này của nó nha. Nói gì đi. Rồi 35 ha.
Em đo cái hoành này của nó nha. Rồi 38 ha anh em. Rồi, rồi 300k luôn, bao sóng bao ship ha. Bộ đế rất là lực ha, rất là đều ha. 56. Rồi mã số 56, cây này gắt quái ha anh em. Em đo chiều cao của nó ha. Rồi 40 ha. Em đo cái hoành này của nó. Rồi 28 ha. Là 300k ha anh em, bao sóng bao ship nha. Cái này bộ đế này nó rất là dưới này nha anh em, chỉ khai thác thêm nè. Nó nằm một nồi dưới này nè, khoanh tròn luôn. Rồi kế tiếp lại em giao lưu cái phôi. Rồi phôi số 49 là Trang Mỹ Hồng ha. Rồi em đo cái chiều cao của nó ha. Rồi là mấy ta? Cao tới 1m25 ha. Chiều cao nó là 1m25 phải không ta? 1m25 ha. Em đo còn thân của nó chỗ này nha. Rồi 9,5 ha. Cây này rất là dày tàn ha, rất là điều tàn ha anh em. Rồi thường chậu, tại vì cây này là em trồng trong chậu từ nhỏ đến lớn luôn anh em yên tâm ha, bao sống bao ship ha. Bộ đế nó là làm như này em chưa khui ha, đế này còn bộ màu nóng ha. Rồi. Cây đang chuẩn bị ra hoa ha, 500k anh em, bao sống bao ship ha. Tới cái này. Này ha. Đi. 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 Ở trên đó lùa xuống mà không ông được. Rồi, chơi luôn. Rồi. Rồi, chiều cao của nó là 1 mét ha. Hót thân nó là 36 ha. Tán ngang của nó là 70 ha. 80 đi. Rồi. Rất là dày tàn ha. Em đang xử lý chuẩn bị cho ra bông ha. Anh em về cứ việc là sang cái chậu đẹp là mình chơi thôi ha. Rồi Zalo anh em, khoai này là 500k ha. Anh em bao sóng bao ship ha. Cây rất là dày tàn nha. Rồi cái hoành của nó là, để coi em đo lại coi. Rồi 11 ha anh em. Tại đo trên nha, dưới này nó còn hơn nữa ha. Rồi Zalo anh em, khoai này là 500k ha. Bao sóng bao ship. Cây này rất là già cây ha. Rồi kế tiếp vẫn là phôi Trang, vẫn là Trang Mỹ Hồng ha. Em đo chiều cao của nó ha, là 1 mét ha. Tán ngang của nó là 77 ha. Hót thân nó là 28 ha. Rồi 11 tính 10 nha, tại trừ hao ha anh em. Nè 11 em tính 10 luôn. Rồi cây này rất là dày tàn ha anh em. Em xử lý tàn rất là nhiều đợt mới được cái cây gì. Zalo anh em, phôi này là cây này là 500k ha, bao sóng bao ship ha. Đấy là cây này cũng vườn nhà luôn nha anh em. Rồi cây nữa. Rồi kế tiếp vẫn là cái Trang Mỹ Hồng ha. Rồi em đo chiều cao của nó ha, là 90 ha. Tán ngang của nó là 77 ha. Hót thân nó là 28 ha. Em đo cái hoành của nó kìa. Rồi hoành của nó là 9 ha anh em. Zalo anh em, cái chậu này là 450k ha, bao sóng bao ship ha. Rồi phôi Trang Mỹ Hồng ha, tại này anh em trồng trong chậu từ nhỏ tới lớn anh em yên tâm ha. Anh em về có thể chơi đế hay là nhưng anh em khai thác xuống thêm ha, tại này anh em bứng màu nóng ha. Rồi cuối clip thì cũng rất mong chú bác anh chị em ủng hộ em qua số điện thoại, mua cây ủng hộ qua số điện thoại em là 0334294528 ha. Dạ cảm ơn chú bác anh chị em ủng hộ trong thời gian vừa qua. Dạ hết.